Xin kính chào toàn thể bà con cô bác đã quay trở lại kênh mua bán của tổ cụ giá rẻ nhất cả nước ạ. Và tiếp tục buổi sáng ngày hôm nay thì em lại đi báo giá cho bà con cô bác xem những dòng xe, những mẫu xe mà đang có mặt ở cửa hàng bên em. Bà con cô bác mình quan tâm một trong số những mẫu xe này, hãy nhấc máy gọi điện cho tổ cụ giá rẻ nhất cả nước qua số điện thoại là 0397265286 nhé. Đặc biệt bà con xem video đầu tiên của em thì hãy like, đăng ký và chia sẻ giúp em ạ. Vâng, mấy ngày hôm nay thì cửa hàng em về khá là nhiều những dòng xe ấy, 7 chỗ thì nhờ Innova này, số tự động cũng có và số sàn cũng có này, 5 chỗ thì có như là Honda Accord này, Vios G2019, Vios G2014, Vios E2014 này, Morning E10 này, Gentra này, Lancetti này, rất nhiều những dòng xe mới về để phục vụ cho bà con cô bác ạ. Nếu bà con cô bác mình quan tâm thì hãy đến trực tiếp cửa hàng bên em, có địa chỉ là chân cầu vượt quán Toan Hồng Bàng Hải Phòng để mình xem xe như là mình lựa chọn cái bộ xe mà nó vừa túi tiền của nhà mình ạ. Cho em xin gửi lời chân thành cảm ơn đến toàn thể bà con cô bác đã quan tâm theo dõi kênh mua bán của em trong suốt thời gian vừa qua nhé. Và bây giờ thì em sẽ không để cho bà con mình mất thời gian chờ đợi nữa, em sẽ đi báo giá lần lượt này. Vâng, chiếc đầu tiên đây là một chiếc xe Daewoo Gentra mới về cửa hàng bên em, sản xuất 2010, với động cơ máy 1.5, một chiếc xe tư nhân gia đình sử dụng và không chạy qua dịch vụ taxi, mang biển kiểm soát Hà Nội 30A57233 nhé. Đặc biệt với chiếc xe Gentra này là một chiếc xe còn rất là đẹp luôn, bao nhiêu năm sử dụng rồi nhưng mà máy móc của nó vẫn còn nguyên. Đấy, cũng như về phần cánh cửa của chiếc xe này, đây ạ, đấy. Xe trang bị vô lăng 3 chấu ạ. Trần của chiếc xe vẫn là trần nỉ bọc ni lông rồi. Giá bán của chiếc xe Gentra 2010 xe gia đình này em đang chào bán là 145 triệu. Với dòng xe Gentra này thì trang bị kính điện và gương của nó thì vẫn là chỉnh bằng cơ nhé. Kính điện và gương bằng cơ. 145 triệu đồng là giá bao gồm phí rút hồ sơ này, và đương nhiên là sẽ hỗ trợ vận chuyển cho bà con. Giá bán thì vẫn còn bớt và còn thực lượng thoải mái ạ. Trên đây cũng là một chiếc xe Gentra, cũng về cửa hàng em được 2 ngày nay. Con này thì sản xuất 2009 ạ, một chủ biển Hà Nội màu trắng nhé. Xe cũng còn đẹp lắm. Đây ạ, đấy, 2009 với động cơ máy 1.5. Con này một chủ này, đấy. Bao zin bao chất luôn, biển 30V 9186 và giá bán coi là 145 triệu đồng. Có màn hình cam lùi có rồi này. Đấy. Cam 360 độ cơ. Đây ạ, vô lăng của chiếc xe nó còn đẹp bên này cơ mà. Đấy, hiện tại thì về hai mẫu xe Gentra. Đấy. Cửa giá đóng rất là ok luôn ạ. Cái này là cái cổng ra vào của xe, của chủ xe này. Đấy, một chủ từ đầu sử dụng thôi. 145 triệu đồng cho chiếc xe Daewoo Gentra 2009 nhé. Một chủ, xe đẹp. Đấy, bao đẹp và bao chất luôn. Bên cạnh là một chiếc xe 7 chỗ đến từ thương hiệu của Nhật, mẫu xe Toyota Innova bản G, sản xuất 2007 ạ, với động cơ 2.0 số sàn. Đây là một chiếc xe không chạy qua dịch vụ nhé. Giá bán của con này là 245 triệu này. Innova bản G 2007 xe gia đình. Đây ạ, vô lăng của chiếc xe này. Đấy. Cái này thì cái mặt nó logo biểu tượng của Toyota thì nó hơi mòn một chút thôi. Đấy, hơi mòn một chút thôi ạ. Nội thất ghế này sáng sủa sạch sẽ nhé. Với dòng xe Innova thì được trang bị 8 chỗ ngồi và có 3 dàn điều hòa độc lập rất là mát mẻ. 245 triệu đồng cho mẫu xe Innova bản G 2007 xe gia đình. Hai mẫu xe này em bán rồi này, Innova bán rồi này, đấy, Daewoo Matiz bán rồi này. Chiếc xe này thì bản G nhá. Hôm nay mùng 9 thì ngày mai mùng 10 là em sẽ giao xe cho khách thôi. Đấy. Tiếp tục cho em là một chiếc xe cũng tầm tiền hơn 100 triệu Kia Morning 2011 biển Hải Phòng, 135 triệu này. Đã được lên na đăng đúc rồi. Tập lái tránh mưa tránh nắng, thay một chiếc xe SH cũng khá là ok ạ. Chiếc xe Kia Morning 2015
Xe thì cũng là dịch vụ và ra tên tư nhân rồi, mang biển kiểm soát Hòa Bình. Chiếc này hiện tại em đang chào bán là 198 triệu nhá, dịch vụ và tư nhân rồi. Đấy. À, cái này như là vẫn là tên công ty thì phải. Dịch vụ vẫn là tên công ty nhá. Đấy. Và 99 triệu đồng cho một chiếc xe bản sedan 2 đầu cũng khá là đẹp. Chiếc xe Kia Spectra 206 đăng ký bằng 2007. Để quay sơ qua phần nội thất cho bà con xem này. Tập lái trời mưa tránh nắng rất là ok. Đây ạ, đấy. Kia Spectra 2006 nhá. Máy nổ quái kêu, 4 bánh quay đều, điều hòa mát, máy chất, gầm không lục ục gì cả. 99 triệu nhá. Đăng kiểm của con này còn đến tháng 6/2023 này. Đấy. Cho mẫu xe Kia Spectra 206 ạ. Tiếp tục đây là một chiếc xe Toyota Vios sản xuất 2010 bản limo và đã nâng kịch rồi. Tên tư nhân biển Hải Dương 34A18671. Giá bán của con này là 195 triệu này. Đã lên xi nhan trên gương na răng đúc rồi, màn hình cam lùi có đầy đủ nhé. Chiếc xe phân khúc hạng C đến từ thương hiệu của Nhật Honda Civic 2011 với động cơ máy 1.8 tự động, tư nhân biển Hải Phòng 15A00981 ạ. Với chiếc xe Honda Civic này thì chủ xe rất là giữ gìn luôn. Qua hai đời chủ đều là biển Hải Phòng đấy, nhưng mà rất là giữ gìn. Đấy, keo chỉ zin, đặc biệt con này máy móc vẫn còn nguyên cơ. 338 triệu đồng cho mẫu xe Honda Civic 2011 nhé. Đấy. 2011 cơ. Đăng kiểm của mẫu xe này còn đến tháng 2/2024, một năm nữa mới hết đăng kiểm. Chiếc xe Daewoo Gentra 2010 này, một chiếc xe Gentra bản Việt, tư nhân gia đình sử dụng, một chủ đã được lên na răng đúc rồi. Giá bán của con này là 145. Bên cạnh đây là một chiếc xe Hyundai Accent 2018 với động cơ máy 1.4 số sàn, có trang bị giải đèn LED, có cả đèn bi, có cả đế lỗ. Order mới có chạy con này hình như là hơn 10 vạn thì phải đấy ạ. Đấy, hơn 10 vạn nhé. Đây, 13 vạn ạ. Đấy. 13 vạn này, có cả đế lỗ, màn hình có rồi, vô lăng thích hợp này. Trần của nó vẫn là trần đỉ này. Chiếc này em đang bán với cái giá là 385 triệu. Accent thì em đang có hai con, 2018 cả. Đấy, thì cái con này thì em đang bán giá rẻ hơn một chút so với con kia. Đấy, 385. Hyundai Accent 2018 form mới rồi nhá. Đấy, rất là đẹp. Tiếp tục đây là một chiếc xe Hyundai Grand i10 2014 với động cơ máy 1.0 số sàn, xe nhập khẩu nguyên đài nguyên kiện tại Ấn, giá bán là 205 ạ. Vâng, mẫu xe Hyundai i10 2018 này, 2017 nhé, với động cơ máy 1.2 số tự động. Dòng xe i10 thì 2017 bắt đầu lên form rồi. Đấy, con này thì form mới nhé. Có đèn gầm na răng đúc, hệ thống xi nhan trên gương, vô lăng thích hợp, cảm biến mở cửa, đề lộ rồi. Đấy, giá bán lúc này là 358 này. Hyundai i10 2015 với động cơ máy 1.0 số tự động biển Quảng Ninh. Chiếc em đang chào bán là 309 ạ. i10 tự động thì em đang có hai con này, sắp sửa về một con 2014 tự động nữa. Đấy. Chiếc xe i10 2015 con này số sàn, dịch vụ và đã ra tên tư nhân rồi. Ngày hôm qua thì em cũng đã giới thiệu cho bà con cô bác xem mình để phân biệt một chiếc xe i10 và Moling. Và cái tầm tiền 200 triệu để mình thích i10 hay thích Moling thì nó cũng đều hợp lý. i10 thì nhập mà Moling dòng xe Việt thôi. Nếu mà về form thì i10 nó sẽ rộng hơn Moling. Đấy, nên giá thành của i10 nó sẽ cao hơn Moling tổng khoảng chục triệu nếu mà cùng đời. Đấy. Vâng, 209 triệu đồng cho mẫu xe i10 2015 dịch vụ và tư nhân nhé. Bên cạnh đây là một chiếc xe Kia Moling 2010 bản SLX số tự động máy 1.0 xe nhập khẩu. Con này được cá độ đèn bi và độ cả đề lỗ này. Na đăng bông hoa mai này, số rích sắc, điều hòa auto, ấy máy eco rất là tiết kiệm nhiên liệu, giá bán là 225. Chiếc xe Daewoo Gentra 2010 với động cơ máy 1.2 số tự động, có trang bị cửa sổ trời.
con này chủ xe là cán bộ công an Hải Phòng sử dụng nên là cũng rất là giữ gìn rồi. Đấy, giá bán của con này là 209 triệu đây. Dạ vâng, chiếc xe Kia Morning tư nhân gia đình sử dụng 2015 với động cơ máy 1.2 số sàn màu bạc biển thủ đô 208. Còn bên cạnh đây thì tập lái tránh mưa tránh nắng này 2011, giá bán là 128 triệu thôi. Đấy, biển Hải Phòng nhé. Ở nhà rồi. Cứ đi đi có. Dạ vâng, chiếc xe i10 sản xuất 2014 này, với động cơ của nó là 1.0, biển Hà Nội 30A65641. Với chiếc xe i10 này thì là dịch vụ ra rồi đấy. Hiện tại thì chiếc này em đang chào bán là 198 triệu nhé. Đấy, 198 triệu i10 xe nhập đấy. Tiếp tục đây là chiếc xe Hyundai Grand i10 2019 với động cơ máy 1.2 nhé. Đây, bản 1.2 số sàn biển 28 là Hòa Bình này. Đấy, 28A08029 ạ. Và hiện tại thì mẫu xe này em đang chào bán với cái giá là 296 triệu đồng thôi. Có thể bao tiết thợ, tiết hãng toàn quốc nhé. Xe đẹp, đấy, không lỗi. Chiếc xe Kia Morning 2011 nữa này. Hiện tại thì Morning 2011 tập lái tránh mưa tránh nắng, em đang có 3 con, 2 con màu trắng và 1 con màu lông chuột, giá bán là 128 này. i10 2014 bản đủ, xe gia đình, không chạy qua dịch vụ taxi, giá bán là 239, biển Thanh Hóa. Với chiếc xe i10 bản đủ thì có nguyên bản la đăng đúc, hệ thống xi nhan trên gương này. Đấy, vô lăng thích hợp, cảm biến mở cửa, có cả đè lộ rồi. Đấy, 239 ạ. Chiếc xe Kia Morning bản SI 2016 có động cơ máy 1.25. Biển này biển 35 là Linh Bình. Có trang bị giải đèn LED, có cả đèn bi, điều hòa auto, hệ thống xi nhan trên gương, la đăng đúc. Hiện tại thì mẫu xe này em đang chào bán là 252 triệu nhé. Trước là 262 và đang giảm còn 252 thôi. Một chiếc xe Kia Morning nữa này. Con này là bản bản bay nhé. Đấy, 2016, dịch vụ tinh công ty, nhưng mà màu trắng xịn nguyên bản, không đổi màu và xe cũng còn khá đẹp và khá chất lượng. Keo chỉ zin và máy vẫn còn số zin cơ, ghế da mới. Hiện tại thì em đang chào bán là 209 ạ. Tiếp tục đây là chiếc xe Hyundai Grand i10 sản xuất 2015 này. Xe thì dịch vụ ra tên tư nhân rồi, mang biển kiểm soát 88 là Vĩnh Phúc và giá bán của là 245. Chiếc xe Kia K3 2015, con này bản 2.0 nhé. Đấy, bản 2.0, bản full nhất, có trang bị cửa sổ trời, điều hòa auto, vô lăng thích hợp, có cả đề lộ này, ghế điện bên hàng ghế lái, biển 99 Bắc Ninh. Hiện tại thì mẫu xe này em đang chào bán với cái giá là 445 triệu đồng ạ. Vâng, tiếp tục đây là chiếc xe Hyundai i10 2014 nhé. Con này dịch vụ và tư nhân rồi. Trước đây em đang chào bán là 242. Hyundai Solota 2004 số tự động, động cơ 2.0 xe nhập. Với trước này thì có trang bị cả ghế điện bên hàng ghế lái nữa cơ. Đấy, được cái là con này mang biển Hà Nội nữa, cho nên là bà con mình khu vực Hà Nội sở hữu con này và kể cả tỉnh lẻ mình để biển này sử dụng thì cũng khá là ok ạ. 172 triệu thôi. Mẫu xe Hyundai Venue 2008 có động cơ 1.4 số sàn 158 này. Vios E 2011 dịch vụ và tư nhân rồi. Biển kiểm soát Quảng Ninh 14A49095 và giá bán của là 248 triệu nhé.
Dạ vâng, chiếc xe Hyundai Grand i10 2018 và động cơ máy 1.2 số tự động biển Hà Nội 30F29824. Con này thì em có thể bao test thợ test hãng toàn quốc ạ. Keo chỉ zin máy zin từ mặt sàn cò nhé. Đăng kiểm dài đến tháng 8/2024 cơ. Màn hình cam lùi và có cả cam hành trình nữa. 375 triệu đồng cho chiếc xe i10 2018 ạ. Chiếc xe Ford Fiesta 2011 số tự động máy 1.6 biển Hải Phòng 258 này. Đấy, Ford Fiesta bản sedan. Chiếc xe Toyota Vios bản E sản xuất 2014 ạ, xe thì dịch vụ và tư nhân rồi. Biển Bắc Giang 98A49413, bộ lốp mới tinh, màn hình cam lùi có cả cam hành trình nữa. À, mặc dù là trước là dịch vụ nhưng mà xe cũng còn được rất là đẹp và được chủ xe rất là giữ gìn rồi. À, tất cả hệ thống keo chỉ máy móc của nó vẫn là còn nguyên, mới ra mặt vằn cò thôi chứ còn ốc chân máy của nó vẫn còn nhé. 325 triệu Vios bản E 2014 ạ. Một chiếc xe Vios đời khá là cao cũng mới về cửa hàng em 2 ngày nay thôi. Vios G 2019 ạ. Với động cơ máy 1.5 số tự động. Tư nhân biển Hải Phòng 15A52406. Với chiếc này thì có trang bị đèn bi rồi này. Đấy. Hẳn 7 từ khí an toàn, điều hòa auto. Có cả đè lỗ nữa. Giá bán con này là 509 triệu nhưng mà tài chính tổng khoảng 150 thôi. Là mình trả góp được 70% bà con nhé. Đấy, chỉ cần 150 thôi ạ. Tiếp tục đây là một chiếc xe Kia Rio số tự động 2015 với động cơ 1.4, xe nhập biển Quảng Ninh, 385 triệu này. Trước em đang bán là 409 và hiện tại thì em đang giảm giá còn 395 triệu thôi. Đấy. Và chiếc xe Hyundai Accent 2018 với động cơ máy 1.4 số sàn, biển 88 Vĩnh Phúc nhé. Đấy. 88 Vĩnh Phúc này, có trang bị giải đèn LED, đèn bi rồi, đè lỗ OD con này mới có chạy 6 vạn thôi. Giá bán con này là 400 triệu đồng và sẽ có hỗ trợ trả góp ngân hàng được ạ. Vì 2018 mình có thể vay được tổng khoảng 6 hoặc 7% giá trị của xe nhé. Dạ vâng, tiếp tục đây là một chiếc xe Toyota Vios 2003, động cơ máy 1.5, giá bán là 145 triệu. Vios G 2009, tự động 1.5, tư nhân biển Hải Phòng, 285 này. Rất rất nhiều Vios, một chiếc xe Vios G 2005, với động cơ máy 1.5, dòng xe Vios G này trang bị 4 phanh đĩa, vẫn là một chủ biển Hải Phòng 16R0785 và giá bán là 166 triệu. Chiếc xe Kia Rio 2015 số tự động nhé, máy 1.4, xe nhập biển Hải Phòng 15A44000 và giá bán con này là 385. Kia Rio tự động thì em đang có 2 con, một con màu trắng và một con màu lâu cà phê. Đấy, hiện tại đang có 2 con đi ạ. Một chiếc xe phân khúc hạng C đến từ thương hiệu của Nhật, Forerunner 2002 với động cơ máy 1.8 số sàn. Con này bản đủ, có trang bị túi khí an toàn, 4 phanh đĩa, có cả đèn bi, đăng kiểm dài tháng 6/2023. Giá bán con này là 145 triệu ạ. Vẫn là biển Hà Nội 4 số nhé. Đặc biệt với dòng xe này có trang bị 2 dàn điều hòa độc lập cơ nên là rất là mát ạ. Vâng, tiếp tục đây là một chiếc xe Hyundai Grand i10 2015. Với động cơ của nó là 1.2 số sàn biển 35L Linh Bình, giá bán con này là 242 này. Toyota Vios bản E sản xuất 2014 ạ, một chiếc xe tư nhân gia đình sử dụng và không chạy qua dịch vụ, mang biển kiểm soát Hòa Bình 28A12965. Đặc biệt chiếc này có trang bị cả đèn bi rồi này, đấy. Đèn pha và đèn gầm thì có đèn bi xenon siêu sáng này, có áp suất lốp này, màn hình cam lùi và có cả cam hành trình rồi. Chiếc này em đang chào bán là 338 triệu đồng, Vios E 2014 số sàn, xe gia đình nhé.
Bên cạnh đây là một chiếc xe Daewoo Lachetti bản SE, một chiếc xe Lachetti số sàn, xe nhập 2010. Và hiện tại thì mẫu xe này em đang chào bán là 218 triệu. Biển này biển Nghệ An nhá. Đấy, có trang bị giải đèn LED, đèn bi, la đăng đúc rồi, màn hình cam rồi, và có cả cam hành trình nữa. Bên cạnh là một chiếc xe Daewoo Lachetti bản CDX 2008 có động cơ máy 1.6 số tự động, còn đây bản thiếu không có cửa sổ trời, bản đủ nó sẽ có cửa sổ trời ạ. Hiện tại mẫu xe này em đang chào bán là 209 triệu này. Đấy, 209 triệu nhé. Vios G209 động cơ máy 1.5 số tự động 288. Avante 2014 số sàn, dịch vụ và tư nhân rồi. Mang biển kiểm soát Hải Phòng 15A99291. Giá bán của con này là 275. Bên cạnh đây là một chiếc xe Toyota Vios bản E sản xuất 2017 số tự động 1.5, biển Hà Nội 30E77179 ạ. Với chiếc xe này thì 2017 đã lên máy trắng rồi và dịch vụ đã ra tên tư nhân nhé. Hiện tại mẫu xe này em đang chào bán là 419 triệu này. Vâng, chiếc xe Daewoo Lachetti bản CDX con này là bản xuất Trung Đông, trang bị hẳn 8 tiêu chí an toàn, có cửa sổ trời, điều hòa tự động, có cả đề lổ. Giá bán coi là 242. Bên cạnh là một chiếc xe Lachetti bản SE số sàn 2010 đăng ký bánh 2011 và giá bán coi là 216 triệu thôi ạ. Biển này biển 89 là Hưng Yên nhé. Đấy, 89 là Hưng Yên này. Tiếp tục đây là một chiếc xe Kia Morning 2015 với động cơ của nó là 1.25. Giá bán con này là 186 triệu đồng thôi. Đấy. Bên cạnh đây là một chiếc xe đăng ký 5 chỗ gầm cao, chiếc xe Hyundai Tucson 2010 với động cơ 2.0 số tự động nhé. Biển là biển Hải Phòng 15A17333. Và giá bán của con này là 434 triệu này. Đấy, 434 triệu. Một chiếc xe Honda Accord mới về cửa hàng bên em, được sản xuất là 2010, một chiếc xe phân khúc hạng D luôn nhé. Đấy, phân khúc hạng D, có trang bị ghế điện này. Đấy, cũng có như là giải đèn LED, đèn bi rồi này. Giá bán của con này là 355 triệu đồng nhé, Honda Accord 2010. Đấy. Tiếp tục đây là một chiếc xe Hyundai Venue 2008 với động cơ 1.4 số sàn, biển lại biển 4 số này, 33M6298 và giá bán của là 179 ạ. Một chiếc xe Vios bản E 2015, dịch vụ vẫn là tên công ty, biển Hải Phòng, giá bán là 325 triệu này. Cái dòng xe này thì 2015 lên form rồi, 2014, 2015, 2016, 2017 và đầu 2018 nó vẫn là form này nhé. Để đấy cho em. Dạ vâng, tiếp tục đây là một chiếc xe Innova sản xuất 2010, dịch vụ và hiện tại thì đã ra tên tư nhân, biển Hà Nội rồi, giá bán là 275 này. Chiếc xe Forest 2008 số tự động 2.5 máy dầu, biển Hà Nội 30E92441, giá ngày trước là 358 và hiện tại em đang giảm còn 325 thôi. Đấy, máy dầu số tự động thương hiệu Mỹ nhé. Đấy. Tiếp tục đây là một chiếc xe Toyota Innova bản E sản xuất 2016, hiện tại thì rút hồ sơ cầm tay rồi. Bà con cô bác mình chỉ việc vào tên thôi, em không chứng ủy quyền để mình sang tên bấm biển ạ. Vâng, mẫu xe này thì em đang chào bán là 398, ghế da mới, màn hình cam lùi có đầy đủ rồi. Đấy, hệ thống đèn đóm thì đã được chủ xe úp mạ chrome đầy đủ nhé. Bên cạnh là một chiếc xe Innova này 2014 bản G số tự động 1.3 của nó quên 2.0 ạ. Tư nhân một chủ nhé, con này có thể bao tiết thở tiết hãng toàn quốc luôn. Tại vì là zin toàn tập, 468 triệu đồng cho chiếc xe Innova bản G 2014 ạ.
đăng kiểm dài, màn hình cam lùi có rồi này, cam hành trình này, có cả đề lộ nữa. Một chiếc xe Innova 2015 với động cơ 2.0 số sàn biển 98 là Bắc Giang, giá bán là 348 này. Còn bên cạnh thì 2016 bản E số sàn dịch vụ và tư nhân rồi. Biển này biển 34 là Hải Dương. Chiếc này thì em đang chào bán là 409 ạ. Innova bản G 2010. Xe thì dịch vụ và tư nhân rồi, 275. Hyundai Accent 2014 form mới rồi, động cơ 1.4 biển Hà Nội, 300 triệu. Chiếc xe Innova bản G 2007 này, xe gia đình biển 28 Hòa Bình, 245. Innova thì em đang có rất là nhiều, từ 2006 và cao nhất là đời 2016 luôn. Đấy. Tiếp tục đây là một chiếc xe Forest 2008 tự động 2.5 máy dầu biển Hải Phòng, 325. Innova bản G 2015 này với động cơ 2.0 số tự động nhé, biển 38 Hà Tĩnh, giá bán gọi là 455, màu vàng cát ạ. Chiếc xe bán tải Forerunner 2009 với động cơ 2.5 máy dầu số tự động, 289 này. Một chiếc xe máy dầu Forerunner 2008 nữa, tự động 2.5 biển Hải Phòng, 338 màu đen. 7 chỗ thương hiệu Mỹ Captiva 2009 tự động 2.4 máy xăng, 248. Một chiếc xe đăng ký 7 chỗ 5+2 Santa Fe Gold 2003 số tự động 2.0 xe nhập bản đủ, 229 ạ. Chiếc xe Mazda Pramacy 2003 này, số tự động nhé, 1.8 màu xanh ngọc biển Hà Nội, 159 triệu thôi. Đấy. Một chiếc xe 7 chỗ Kia Carrera sản xuất 2016 với động cơ 2.0 số sàn biển 88 Vĩnh Phúc, giá bán của con này là 300 triệu tròn này. Đấy. Nissan 1990 và em đang chào bán với giá chỉ có 30 triệu thôi. Đấy. Civic bán rồi này. Đấy. Một chiếc xe nhập đài em gan, xe tàu bán rồi. Đấy. Jolly 2003 bản đổ nhưng mà form cũ, 98 triệu biển Hà Giang. Một bộ xe đăng ký 5 chỗ gầm cao, bộ xe Hyundai Tucson 2009 với động cơ 2.0 số tự động ạ. Con này em đang chào bán là 285. Kia Carrera 2010 với động cơ 1.6, con này bản thiếu ạ. Nhưng mà đây là một chiếc xe gia đình sử dụng nhé, giá bán là 216 triệu. Innova bản G 2006 xe gia đình 229 biển Hải Phòng màu đen. Một chiếc xe Toyota Jay nhập Nhật 1997 và em đang bán với giá chỉ có 50 triệu thôi, 7 chỗ rẻ lắm luôn. Đấy. Một cặp Vivante 2008, một con số sàn, một con số tự động này, con này tự động này 2008, giá bán là 165. Và con bên cạnh thì là số sàn cũng là 2008, 138 triệu thôi. Vâng, rồi thì em cũng đã giới thiệu cho bà con cô bác xem những dòng xe, những mẫu xe mà đang có mặt ở cửa hàng bên em. Bà con cô bác mình quan tâm một trong số những mẫu xe này, hãy nhấc máy gọi điện cho ô tô cụ giá rẻ nhất cả nước qua số điện thoại là 0397 265 286 nhé. Đặc biệt bà con xem video đầu tiên của em thì hãy like, đăng ký và chia sẻ giúp em ạ. Vâng, em xin gửi lời chân thành cảm ơn đến toàn thể bà con cô bác đã quan tâm theo dõi kênh của bạn của em trong suốt thời gian vừa qua nhé. Xin chào và hẹn gặp lại bà con cô bác ở những video tiếp theo ạ.